cấp cứu hay gặp. Đứa hàng đầu ở bệnh lý cấp cứu ổ bụng, nên là nó đứng cả trên cả cái tắc ruột và thủng dạ dày nữa. Thì để mà nắm được cái bệnh lý về viêm ruột thừa, từ cái triệu chứng lâm sàng, cơ chế bệnh sinh cho đến cái hướng điều trị như thế nào, thì hôm nay các chị sẽ học lần lượt. Cái thứ nhất là người ta muốn các anh chị nhớ lại cái phôi thai học của cái viêm ruột thừa, phôi thai học của viêm ruột thừa. Như vậy ruột thừa thì nó là một cái tạng, nó có nguồn gốc từ cái nụ mân tràng, và nguồn gốc của ruột thừa là nó, các bạn học trong cái mô phôi á, ruột thừa bắt nguồn gốc từ ruột dừa. Nguồn gốc từ ruột dừa. Như vậy là, và ruột dừa là cái gì á, thì các bạn là phải coi lại trong cái phôi thai. Đây, các bạn đang xem lại cái phôi thai học của cái phát triển của phôi thai. Thì các bạn thì nhớ lại xem từ cái ruột giữa là cái gì, đoạn nào. Các bạn là phát triển của phôi thai á, cái hệ thống ống tiêu hóa của phát triển theo cái ba đoạn phần, cái màu vàng vàng này, cái gì gồm có phần phía trước này, người ta gọi là trước, phần ở giữa này người ta gọi giữa, và phần sau người ta gọi thai, như for forus forus. Các bạn thấy vị for là phía trước đúng không ạ? Đó chính là ruột. Các bạn nhìn cái từ này, nó đây, mid mid là giữa và rus là ruột. Dạ thầy ơi, mạng hình như kết nối của thầy không ổn định hay sao thầy, bởi vì mấy bạn bảo là mạng bị lag. À, như đang có
Sao? Rồi các bạn nghe rõ chưa? Thì cái gút chính là ruột. Các bạn đi lâm sàng các bạn thấy có chỉ một loại chỉ là để khâu ở, ruột, đó là khâu ở ở sản, đó là chỉ khét gút. Cái chỉ khét gút, cái từ gút nó cũng chính là cái từ này, khét là mèo, chỉ đó làm từ vật mèo. Các bạn sẽ để ý. Và một phần nữa đó là ruột sâu. Như vậy cái ruột thừa nó sẽ phát triển từ cái đoạn ruột giữa này. Để làm gì, liên quan cái gì trong cái này thì
Woo!